Cảm ơn quý vị đã không rời máy. Trong phần đầu thì ông Tổng thống Trump ông nói bây giờ phải làm cho Mỹ vĩ đại trở lại bằng bốn cái vế trong cái bài diễn văn, tức là bốn cái cột trụ để giữ vững cơ đồ và phát triển ngoại giao cho mạnh. Thì ông nói cái kinh tế với quân lực là cái hai cái vũ khí rất là cần thiết và mạnh. Quân lực của Hoa Kỳ thì khỏi nói rồi, chưa có nước nào mà so sánh nổi với Hoa Kỳ. Còn kinh tế thì ông phải làm sao cho mạnh để mà có thể nói là đối đầu với hai cái đối thủ. Quý vị nhớ từ nay ông Tổng thống Trump coi Nga hậu cộng sản và Trung Cộng là hiện cộng sản, là đối thủ chứ không phải là đối tác nữa. Partner là đối tác, còn đối thủ có tính cách là đấu đá với nhau chứ không phải là cái gì cũng chiều với nhau. Thì có nhiều người nó phản biện nói làm gì mà làm nổi ông Trump lúc này á, thưa quý vị, là ông kẹt cứng ở trên cái vụ cộng sản Bắc Hàn, cái hồ sơ gọi là Hỏa Tiễn và Nguyên Tử thì làm gì mà làm nổi. Nhưng mà nếu mà xét cho cùng kỳ lý đó, cái điều ông Trump, Tổng thống Trump nói là cái chiến lược mà hả, ai 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 cũng biết rằng cái chiến lược nó là có tính cách lâu dài bền vững chứ không phải là chiến thuật. Còn cái việc mà nhờ Trung Cộng áp lực cộng sản Bắc Hàn giải giới cái Hỏa Tiễn và Nguyên Tử đó, thưa quý vị, cái đó là chiến thuật một thời gian, thí dụ sau khi đánh Bắc Hàn thắng rồi, hoặc là sau khi Bắc Hàn bị Trung Cộng và Mỹ ép đồng ý cái việc mà giải giới về nguyên tử, thì cái đó là chiến thuật chỉ trong tháng trong năm mà thôi. Còn cái này đó, cái chiến lược đó nó có thể kéo dài đời tổng thống này tới đời tổng thống kia. Thí dụ như cái chiến lược mà chuyển trục quân sự giữa Á Châu Thái Bình Dương là của tổng thống Obama đưa về, tới với ông tổng thống Trump lên thì ông cũng thi hành, chứ đâu có ông đâu có loại bỏ gì đâu quý vị thấy. Bởi vì cái đó là cái chiến lược, một phần của chiến lược toàn cầu của Hoa Kỳ. Nên nếu chúng ta phân biệt được cái chiến thuật, chiến lược, thì chúng ta thấy cái điều ông Tổng thống Trump nói sẽ làm được và được một cách tốt đẹp ở trong trường kỳ. Đó là cái để trình bày cái phản biện có tính cách khoa học để, thưa anh. Vâng. Cái vấn đề là đặc biệt là khi ông Trump ông lên làm tổng thống đó, thì tự nhiên ông ấy đặt lại, xét lại về vấn đề, thứ nhất là vấn đề NATO, về vấn đề phải yểm Ngay với trợ Nhật nhiều chứ quá. Nam Hàn ông Nam cũng đặt Hàn cũng phải lo an ninh cho tất cả năm như vậy, nhưng mà một số nước đó lại không có chịu chi viện, mà không chịu tức là thêm cái tổn phí, cái quân phí, thành thử ra nước Mỹ trở thành cái nước tự nhiên là yếu đi. Chúng ta nhớ là cái hồi thời Liên Xô đó, thì có tức là Liên bang Xô Viết, thì chính vì gọi là anh cả Liên Xô đó, thành cứ phải đi viện trợ cho các đàn em ở Đông Âu, rồi là vấn đề kinh tế cái chỉ huy thì không phát triển được, mà cuối cùng hầu bao cũng phải mang ra với tư cách là anh cả Liên Xô là phải viện trợ cho các đàn em. Nhưng mà một lúc nào đó tất cả về cái ngân quỹ bị rỗng, và chính vì thế mà Liên Xô bị tan rã. Đối với ông Trump thì ông không đặt nặng vấn đề là Mỹ là một siêu cường thế giới, đâu là phải lo an ninh cho tất cả NATO, an ninh cho Nhật chứ, và lo cho vấn đề Liên Hiệp Quốc đủ thứ chuyện để gọi là viện trợ. Ông ấy cúp một số, cúp tất cả mọi cái, những cái gì cần cúp là cúp luôn. Thì khi tranh cử, ông Tổng thống Trump cũng hứa ông làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, vì ông ấy bảo rằng là dân Mỹ bầu cho ông làm Tổng thống Mỹ đâu ông thế giới, mà ông phải lo cái chuyện bao đồng thế giới. Cho nên là ông ấy tuyên bố là Mỹ là trên hết, trước chứ không phải là tổng việc ông ban hành chiến lược an ninh quốc gia chỉ thực hiện một khẩu hiệu Make America Great Again and America First. Tổng thống Trump giải thích khi tuyên thệ, ông từng đưa ra một nguyên tắc giản dị: nhiệm vụ trên hết của chính quyền là phục vụ công dân Mỹ,
nhất cử nhất động của chính quyền đều được cân nhắc và đặt quyền lợi của Hoa Kỳ lên đầu. Nguyên tắc đó là kim chỉ nam cho mỗi một quyết định của chính quyền Trump. Từ biện pháp giới hạn người nhập cư đến tăng cường an ninh biên phòng, hay kể cả việc rút Mỹ ra khỏi hiệp ước khí hậu Paris. Tóm lại, Tổng thống Trump đã thực hiện đúng những gì ông đã cam kết khi hồi tranh cử. Trở lại hai cái đối thủ mà lợi hại mà Tổng thống Trump cho là Mỹ cần phải đối phó đó, thưa quý vị, là Nga hậu cộng sản. Tại sao chúng tôi dùng chữ Nga hậu cộng sản? Là tại vì như quý vị biết, bây giờ cái đảng Cộng sản không còn ở Nga, Liên Xô không còn nữa. Nhưng mà cái ông Tổng thống có thể nói gần như suốt đời của Nga bây giờ là ông Putin đó, thưa quý vị, là một người trung tá của cơ quan mật vụ của Nga là KGB. Mà bây giờ ông sắp sửa ứng cử nữa, chắc chắn đắc cử nữa, bởi vì ông dùng cái phương thức giống y như Cộng sản Việt Nam là đảng cử dân bầu. Dân phải bầu chứ không có cách nào hết, bởi vì ông độc chiến. Còn dân biểu đó thì cần cho cái đơn vị đó cần 10 người, ông chỉ cho 11 người ra thôi, mà 10 người, 11 người đó là phe của ông hết. Thành ra bỏ thăm là chắc chắn 10 người vô, nên cái quốc hội bây giờ đó là quốc hội có đảng cử dân bầu của ông Tổng thống Putin, vốn là trung tá KGB. Còn đối với Trung Cộng, đối với Trung Quốc, Trung Quốc và Nga, ông Trump nói như thế này: Trung Quốc và Nga thách thức sức mạnh và ảnh hưởng quyền lợi của Hoa Kỳ, muốn làm tổn hại đến an ninh và thịnh vượng của Mỹ. Thành ra ông Tổng thống nói vậy tức là ông coi là đối thủ hay là đối địch rồi, chứ không, hoặc là đối tác chứ không phải là đối địch hay là đối thủ chứ không phải là đối tác nữa. Chính quyền Mỹ nhiều lần lên án Moscow lẫn Bắc Kinh, nhất quyết để cho các nền kinh tế Nga và Trung Quốc ít tự do, ít công bằng, và họ tài trợ cho các công ty làm cho hàng hóa của Nga, hàng hóa của Trung Cộng rẻ. Thành ra hàng hóa của Mỹ bị gì trả lương cao, bị gì làm đàng hoàng, thưa quý vị, ra ngoài với giá cả không có cạnh tranh được. Mà cái người nghèo ở trên thế giới đó thì ta cố gắng ta mua cái gì rẻ. Cũng như hàng của Trung Cộng, quý vị thấy có một cái tác giả của Mỹ viết chết vì Trung Cộng, bởi vì hàng của Trung Cộng giả dối gian, thưa quý vị, thì nó độc. Nhiều người Mỹ chết, nhiều người Mexico, con nít chết, vân vân. Nhưng mà vẫn họ tung ra họ bán vì quá rẻ, chỉ những nước giàu mới so sánh được, chứ còn nhất những nước nghèo như Phi Châu, như Việt Nam, hàng hóa của Trung Cộng tràn ngập qua. Nên ông nói đó là những cái điều phải chống. Thành ra Tổng thống Trump xác nhận với dân chúng Hoa Kỳ đây là cái thời kỳ cạnh tranh mới. Cạnh tranh mới phải bình đẳng, phải công bình giữa những cái nước với nhau, và người Mỹ và nước Mỹ phải giành trở lại cái phần thắng trong tay. Cái gì chứ hàng hóa của Mỹ là khỏi chê, cái đó là chắc chắn rồi. Tôi nhớ hồi nhỏ tôi đọc ông Võ Văn Kiệt và cũng như ông Nguyễn Tấn Dũng đó, thưa quý vị, ông cũng thường nói, khi nói với du kích, ông nói đánh Mỹ cứ đánh, hàng hóa Mỹ tốt cứ xài. Mà thiệt, lúc mà tôi coi cái toán, cái đơn vị mà BRU với xây dựng nông thôn ở Vĩnh Long, tôi bắt được nhiều cái tài liệu. Họ giành nhau, du kích giành nhau. Cái dù của trái sáng đó anh, rớt xuống là họ giành nhau, họ chia. Bởi vì lấy cái dù đó, may làm cái quần hay là cái áo mặc đó, khi chém dè xuống nước, lên chút xíu nó khô. Còn giải thì nó lâu khô hơn. Nên họ nói hàng Mỹ tốt thì cứ xài. Mà muốn tốt thì Hoa Kỳ lương cao. Thứ hai nữa là Hoa Kỳ kỹ thuật rất kỹ thì phải tốn kém nhiều hơn. Mà Trung Cộng với Nga lại tài trợ cho những cái công ty, làm cho những cái công ty đó cái giá thành của món hàng thấp đem ra bán. Mỹ không có cạnh tranh nổi. Nên ông đòi hỏi phải cạnh tranh, nhưng mà cạnh tranh một cách công bằng. Nên gần đây một cái số cái vụ án của thép, quý vị thấy á,
thép của Trung Cộng nó làm, nó bán ra Hoa Kỳ bị thuế nặng, nó đưa qua cho Việt Nam. Việt Nam đóng Made in Việt Nam vô. Made in Việt Nam vô. Thưa quý vị, rồi sao? Qua bên này được miễn thuế, nhưng mà Hoa Kỳ họ cũng biết một cái vụ án đương sắp xử rất là quan trọng. Đó, việc chính quyền Mỹ công bố chiến lược an ninh quốc gia mới làm nhiều nước trên thế giới chú ý. Bây giờ chúng ta coi cái ảnh hưởng của thế giới như thế nào. Trung Quốc lập tức phản ứng bằng cách chỉ trích Mỹ đang tự cô lập mình và ích kỷ. Đại sứ quán Trung Quốc ở Washington DC cảnh báo hai nước, tức là Mỹ và Trung Quốc, sẽ khó tránh tổn thất nếu đối đầu. Trong khi đó, tờ South China Morning Post dẫn lời một số nhà phân tích Trung Quốc cho rằng câu hỏi đặt ra là liệu chính quyền của ông Donald Trump có thể biến lời nói thành hành động hay không. Còn Nga, tại Điện Kremlin Moscow, gọi chiến lược của chính quyền Tổng thống Trump mà vừa tuyên bố đó là cái chiến lược của đế quốc và thể hiện sự ác cảm đối với thế giới đa cực, tức là muốn gom về một cực mà thôi, chứ đa cực thì không chịu. Tuy nhiên, ông Dmitry Peskov, người phát ngôn của Tổng thống Vladimir Putin, hoan nghênh việc Washington sẵn sàng hợp tác với Moscow trong những lĩnh vực cùng quan tâm. Còn Pháp thì tờ Le Báo Le Géco có bài luận đề tựa Trung Quốc và Nga trong tầm ngắm của Tổng thống Donald Trump. Những nguyên tắc của chiến lược này gợi mở một trật tự thế giới mới, đó là một sự cạnh tranh ganh đua về kinh tế, chính trị và ngoại giao. Và nước Mỹ có hai đối thủ, đó là Trung Quốc và Nga. Hồi trước là đối tác, nay thì Trung Quốc và Nga trong con mắt của Donald Trump là những cường quốc trong số các cường quốc xét lại. Đây là những quốc gia quyết tâm làm cho các nền kinh tế kém tự do hơn và kém công bằng hơn, phát triển sức mạnh quân sự và kiểm soát thông tin. Các dữ liệu nhằm chấn áp các xã hội của họ đã mở rộng ảnh hưởng. Tổng thống Donald Trump nói người dân Mỹ có những giá trị của mình. Mỹ không phải xin lỗi vì những giá trị đó, thậm chí kể cả việc xóa bỏ những điều kiêng kỵ như sử dụng vũ khí nguyên tử. Và vũ khí nguyên tử cần phải trở thành một tâm điểm của chiến lược quốc phòng. Theo giải thích của tài liệu chiến lược an ninh quốc gia, thì đó là những nền tảng của chính sách bảo đảm hòa bình và ổn định qua việc răn đe mọi hành động xâm lược chống lại nước Mỹ và các đồng minh và đối tác của nước Mỹ. Báo Figaro, cái tờ báo lớn nổi gì? Ở Pháp, hai tờ báo lớn nhất là Figaro và Le Monde. Báo Figaro viết, chúng tôi có sưu khảo. Phân tích như thế này, Figaro phân tích như thế này qua bài diễn văn chiến lược an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ. Thì Tổng thống Mỹ cho thấy có ba loại quốc gia đe dọa Hoa Kỳ. Thứ nhất là các cường quốc xét lại. Tại sao gọi là xét lại? Là những cái nước này hồi đó giờ Hoa Kỳ viện trợ rất mạnh, khi họ như Nga bị Cộng sản sụp đổ, Hoa Kỳ viện trợ rất mạnh. Thế kế thứ hai là khi Trung Cộng mà bắt tay lại với Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ cũng viện trợ rất là nhiều, đầu tư qua đó rất nhiều. Nên bây giờ họ không phải còn là đối tác nữa mà họ trở thành đối thủ, nên ông gọi là cái những cường quốc xét lại. phải chú ý. Thì đây là hai đối thủ này là có một cái sự thách thức, một cái ảnh hưởng và hại cho cái quyền lợi của Hoa Kỳ. Đó là cái phe thứ nhất. Mà phe thứ nhất có hai cái, quý vị nhớ cho dễ: Nga và Trung Cộng. Mà vậy càng dễ nhớ hơn nữa, Nga thì là hậu cộng sản mà Trung Cộng là hiện cộng sản, vậy dễ nhớ. Thứ hai là các nhà nước bất hảo, tức là muốn làm gì làm, không có theo luật quốc tế, như Iran, Bắc Triều Tiên. Thí dụ Bắc Triều Tiên, người ta có cái hiệp ước tài giảm vũ khí chiến lược tập sát, tức là nguyên tử rồi, không mở ra nữa.
thì nó lại làm ra quả tiễn và tính phóng nguyên tử ra các nước hăm dọa. Và cái tổ chức, cái loại thứ ba là các tổ chức khủng bố hoặc tội phạm xuyên quốc gia. Nói tóm lại, cái chiến lược mới về an ninh của Hoa Kỳ là có ba cái thành phần mà Hoa Kỳ phải tập trung lưu ý và chống đối, đó là Nga và Trung Cộng, số 1 coi vậy mà số 1. Thứ hai là Bắc Hảo, Bắc Triều Tiên và Iran. Thứ tư là những cái người mà và những cái tổ chức và những nước chống khủng bố. Thí dụ như Bắc Cộng sản Bắc Hàn bị Tổng thống Trump cho là một nước yểm trợ khủng bố. Đó là bốn cái là chúng tôi cố gắng đưa ra những cái phân tích của báo chí quốc tế, thưa quý vị, mà cái tờ báo lớn trên quốc tế đó là họ kiểm chứng kỹ lắm quý vị. Ông nhà báo nào mà kiểm chứng không kỹ mà nói lên, ngay như CNN á, mới gần đây có ông kiểm chứng không kỹ mà nói lên là bị cho nghỉ việc liền. Họ kiểm chứng rất là kỹ vì họ có những thông tín viên ở gần như khắp thế giới, nên họ hỏi qua hỏi lại rất là kỹ. Nên một cái tin gì mà những đài lớn đó, thưa quý vị, là họ phối kiểm rất là chặt chẽ. Và chúng tôi đã đưa ra những cái tờ báo đó trình quý vị. Còn có quyền nhận định là quyền tối thượng của quý vị. Anh có gì thêm nữa không? Vâng, cái vấn đề là như vậy, kết luận là cái nhiệm vụ đầu tiên của chính phủ là phục vụ nhân dân, phục vụ nhu cầu của họ, bảo đảm an ninh, bảo vệ quyền và bảo vệ các giá trị của quốc gia. Dưới đây là bản tóm lược và điểm chính của bản công bố chiến lược an ninh quốc gia của Tổng thống Donald Trump ngày 18 tháng 12 năm 2017, một chiến lược an ninh quốc gia mới trong thời đại mới. Tổng thống Donald Trump vừa mới công bố một chiến lược an ninh quốc gia mới nhằm định hướng chiến lược tích cực để khôi phục các lợi thế của Hoa Kỳ trên thế giới và xây dựng trên thế mạnh của nước Mỹ. Chiến lược an ninh quốc gia năm 2017 được soạn thảo dựa trên 11 tháng lãnh đạo của Tổng thống Trump nhằm khôi phục sự tôn trọng Hoa Kỳ của nước ngoài và khơi lại niềm tin của dân chúng Mỹ. Với sự tin tưởng rằng chiến lược mới này giúp Hoa Kỳ bảo vệ được những lợi ích quan trọng, đồng thời xác định 4 lợi ích hay 4 cột trụ trong quốc gia như sau. Thứ nhất, bảo vệ an ninh quốc gia dân tộc với lối sống của người Mỹ. Thứ hai, gia tăng thịnh vượng kinh tế của Mỹ. Thứ ba, bảo vệ hòa bình bằng một sức mạnh. Thứ bốn, nâng cao ảnh hưởng của Mỹ. Chiến lược này giải quyết được những thử thách và quan niệm ảnh hưởng đến vị thế của Hoa Kỳ trên thế giới, bao gồm các quốc gia muốn khôi phục quyền lợi như Trung Cộng và Nga dùng những phương pháp kỹ thuật tuyên truyền cưỡng ép để tạo ra một thế giới trái ngược với lợi ích và giá trị của Hoa Kỳ. Các nước độc tài cũng từng khu vực đang truyền bá khủng bố đe dọa các nước láng giềng và theo đuổi vũ khí hủy diệt hàng loạt. Những kẻ khủng bố, thánh chiến kích động thù hận, kích động bạo lực chống lại những người vô tội dưới hình thức của một hệ thống tư tưởng độc ác và tố cáo, và các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia ao ạt đem thuốc gây nghiện ngập và bạo lực vào cộng đồng dân chúng của Hoa Kỳ. Chiến lược này nêu rõ và thúc đẩy khái niệm về nguyên tắc thực tế của Tổng thống. Đó là một thực tế vì nó thừa nhận một vai trò trung tâm của quyền lực trong chính trị quốc tế, khẳng định rằng các quốc gia hùng mạnh và có quyền lực và hy vọng tốt nhất trong một thế giới hòa bình, và như thế rõ ràng là xác định về lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ. Đó là nguyên tắc vì nó là điều kiện để thúc đẩy các nguyên tắc của Hoa Kỳ để truyền bá rộng rãi hòa bình, thịnh vượng trên toàn thế giới. Có thể kết luận sơ lại, thưa quý vị, người ta nói họa vô đơn chí, phước bất trùng lai, mà tôi thấy dường như ông Trump không có cái thời hay sao. Quý vị thấy hai cái niềm vui. Một cái là khi ông công bố cái chiến lược an ninh cho nước Mỹ đó, có thể nói hầu hết thế giới người ta hết sức chú ý. Cái số người mà tin tưởng vào rất là cao. Cái một cái. Cái thứ hai nữa là Thượng Hạ Viện biểu quyết, thưa quý vị, một cái cuộc giảm thuế có thể nói chậm lớn nhất trong 40 năm trở lại đây. Vô tiền khoáng hậu. 40 năm trở lại đây.
cái số tổng số mà trong 10 năm mà sẽ giảm theo tôi nhớ là 1.452 tỷ trong 10 năm, thì chia ra mỗi tỷ mỗi một năm là rất nhiều. Tự nhiên ai cũng biết ở cái xứ Mỹ này có hai chuyện mà không thể tránh được. Thứ nhất là cái chết, thứ hai là cái đóng thuế. Ai sinh ra lớn lên làm việc của đóng thuế mà, thưa quý vị, bớt thuế thành ra dân chúng rất là mừng. Nên chúng tôi ghi coi trên cái thống kê của EEE là coi về du lịch và xe cộ đó, năm nay người ta dự đoán cái số người Hoa Kỳ mà đi ra khỏi cái vùng mình ở vào khoảng cỡ 50 km để vui chơi thăm bà con cô bác có thể nói là lớn nhất trong 10 năm trở lại đây. Đó là cái niềm vui Giáng sinh chúng tôi xin trình cùng quý vị. Và sẵn dịp anh, chắc anh chúc Giáng sinh rành hơn tôi anh. Vâng, kính thưa quý vị khán thính giả, thì theo như hàng năm, mỗi ngày 25 tháng 12 là ngày lễ trực Giáng sinh. Không phải riêng những người Công giáo mà là toàn, thật coi như là của tất cả của nhân loại. Và chúng tôi xin kính chúc quý vị được hưởng một mùa Giáng sinh trọn vẹn, an bình và hạnh phúc. Và được sống trong ngày vui vẻ trong mùa Giáng sinh chỉ người thân. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn.